Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Thơ Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Tại Ngũ Bảo Sơn Kiếm Tiên Giới, Kỷ Linh đang ở trong ngôi nhà cỏ liền đứng dậy, đồng thời mở miệng gọi Kiều Nhã. Bỗng xa xa có một đạo lưu quang liền bay tới, rơi vào trước nhà cỏ. Đó chính là Kiều Nhã Thiên Thần. Mau đi theo ta tới Lôi Thần Đại Thế Giới, Kỷ Linh nói. Vâng, Kiều Nhã Thiên Thần đáp. Lập tức hai người ngồi trên hư không chu, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, rời khỏi Kiếm Tiên Giới, đi tới Lôi Thần Đại Thế Giới. Trước khi thượng cổ chưa từng mở, ở trong hỗn độn đã thay nghén ra thập đại tổ thần, 81 vị chân thần. 81 vị chân thần này mỗi người đều trời sinh nắm giữ một đầu đại đạo, trong đó Lôi Thần Thiên Tôn là trời sinh đã khống chế lôi điện đại đạo. Ở trên lôi điện tự nhiên cũng rất có thiên phú, bất quá tuy rằng thần thể của hắn có thể thừa nhận được rất nhiều lôi điện, thế nhưng lại không thể thừa nhận được kiểu sắc điện xà ở bên trong lôi hải chi xà. Dù sao thân thể của hắn cũng mới chỉ là chân thần mà thôi. Như tổ thần Trúc Dung vậy, hắn có thể thừa nhận được Thái Dương Kim Diễm, Thái Dương Kim Hồng. Thế nhưng tổ thần Trúc Dung cũng không có phục tùng được Thái Dương Kim Hồng, cũng không có phương pháp xử lý được nó. Kim Ô am hiểu, đó là bởi vì trời sinh ra đã vậy. Oanh oanh, một đại thế giới rộng lớn xuất hiện ở trước mặt. Mở mắt nhìn qua, lúc này có một mảnh tia chớp dài, hẹp từ trên cao đánh xuống. Vừa mới nhìn vào đã thấy ngàn đạo thiểm điện đánh xuống, mà hư không chu ở chính giữa không trung, mặc dù có tia chớp đánh vào trên hư không chu thì cũng không xâm phạm được vào bên trong một chút nào cả. Để ta nhìn xem. Tâm lực của Kỷ Linh phóng thích ra bên ngoài. Lôi Thần Thiên Tôn đang ở bên cạnh đó, mau mau đi đến chỗ đó, Kỷ Linh nói. Tuy rằng thực lực của Lôi Thần Thiên Tôn rất được xem trọng, xem như là một trong những đạo tổ đỉnh điểm, thế nhưng tu vi tâm lực lại không bằng được Kỷ Linh. Vèo, hư không chu xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh đã đi tới trước một ngọn núi lơ lửng. Chung quanh ngọn núi lơ lửng này còn có vô số lôi điện vần quanh, trên ngọn núi còn có thủ vệ ăn mặc khôi giáp đang đứng ở đó. Người đến là người phương nào? Một gã binh tướng thiên tiên trực tiếp quát lớn. Tại hạ là Kỷ Linh, muốn bái kiến Lôi Thần Thiên Tôn, Kỷ Linh cung kính đáp. Sao, Kỷ Linh ư? Đám binh tướng kia đều giật mình. Đương nhiên bọn hắn đang nghe nói qua uy danh của Bắc Minh Kiếm Tiên Kỷ Linh, cho nên người nọ lập tức nói. Xin Bắc Minh Kiếm Tiên đợi cho một chút, ta sẽ đi bẩm báo. Lập tức có một gã binh tướng nhanh chóng đi bẩm báo. Dưới chân Kỷ Linh và Cửu Nha Thiên Thần thì xuất hiện mây mù, lẳng lặng đứng trong mây mù chờ đợi. Đây chính là nơi ở của đại năng giả đạo tổ đỉnh điểm, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm mà làm bừa. Rất nhanh người nọ đã quay trở lại. Thiên Tôn có nói để cho Bắc Minh Kiếm Tiên đi gặp ngươi. Thiên Tiên này bay tới rồi nói. Kiều Nha, ngươi chờ ta ở đây vậy, Kỷ Linh nói. Lập tức Kỷ Linh bay vào bên trong ngọn núi đang lơ lửng. Thiên Tiên này lại nói. Bắc Minh Kiếm Tiên xin mời đi theo ta. Hắn lập tức dẫn đường chỉ dẫn. Kỷ Linh lại âm thầm cảm khái. Thân là đại năng giả, chỗ ở của bản thân đều làm rất đẹp, như Đông Phương Đạo Cung, Tây Phương Linh Sơn vậy, coi như là Phương Thốn Sơn, thậm chí là Thiên Đình đều rất đẹp. Thế nhưng mà nơi ở của Lôi Thần Thiên Tôn này lại có màu đen như vậy. Hơn nữa trên ngọn núi lơ lửng này ngay cả một gốc thực vật cũng không có. Thiên Tôn đang ở đó, binh tướng thiên tiên kia lập tức nói. Kỷ Linh dương mắt nhìn qua, ở chỗ xa xa mơ hồ có một đạo thân ảnh khổng lồ nguy nga đang ngồi đó, sợ rằng cũng cao đến vạn trượng. Thân thể vạn trượng là thân thể mà từ nhỏ chân thần đã có, đây cũng là độ cao bình thường. Được rồi, Kỷ Linh mỉm cười gật đầu, lập tức đi về hướng kia. Rất nhanh đã đi vào trước mặt người này, Kỷ Linh cung kính nói. Kỷ Linh xin bái kiến Lôi Thần Thiên Tôn. Thân ảnh khôi ngô ăn mặc giáp khải ngăm đen nguy nga kia liền mở mắt, trong đôi mắt có lôi điện. Hắn quan sát Kỷ Linh nhỏ bé ở phía dưới nói. Kỷ Linh, ta đã nghe nói qua tên của ngươi, quả thực Bồ Đề rất am hiểu dạy dỗ đệ tử. Nói đi, tới tìm ta là có chuyện gì? Kỷ Linh thở dài một hơi, nghe khẩu khí của đối phương có lẽ sẽ cho sư phụ Bồ Đề lão tổ của hắn một chút mặt mũi.
Vãn bối cần gấp một đạo kiểu giác điện xà. Kỳ Linh cung kính nói, trong các đại năng giả của tam giới chỉ có Lôi Thần Thiên Tôn mới có kiểu giác điện xà. Vãn bối muốn khẩn cầu Thiên Tôn ban thưởng cho vãn bối một đầu kiểu giác điện xà. Vãn bối nguyện dùng tiên thiên linh bảo để đổi. Lôi Thần Thiên Tôn nguy nga kia lại nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, mau nhanh chóng rời đi. Trong lòng Kỳ Linh khẽ giật mình, Lôi Thần Thiên Tôn này không ngờ lại không nói chuyện, trực tiếp bảo mình rời đi. Chuyện này hắn nên làm như thế nào cho phải đây? Thiên Tôn, vãn bối nguyện ý dùng bảo vật để đổi, kính xin Thiên Tôn. Kỳ Linh có chút lo lắng nói. Lôi Thần Thiên Tôn mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nếu ngươi không đi thì đừng trách ta vô tình. Trong lúc nhất thời, Kỳ Linh lùi cũng không được mà tiến cũng không được. Cút! Đôi mắt lạnh như băng của Lôi Thần Thiên Tôn quan sát Kỳ Linh quát lên một tiếng. Sắc mặt của Kỳ Linh tái nhợt, lúc này mới khẽ không người xoay người rời đi. Lơ lửng ở bên ngoài ngọn núi, Cửu Nha Thiên Thần đang ở bên trên mây mù chờ đợi. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy phủ chủ Kỳ Linh nhà mình ở phía xa xa đang nhanh chóng đi ra. Hắn không khỏi kinh ngạc mà hỏi, phủ chủ đã đi gặp Lôi Thần Thiên Tôn, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Vèo! Kỳ Linh vừa cất bước tới đã đến bên trên mây mù. Phủ chủ! Cửu Nha Thiên Thần thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Kỳ Linh cũng không có nhiều lời, trực tiếp thả ra hư không chu, lập tức mang theo Cửu Nha Thiên Thần đi lên trên hư không chu, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không rồi rời đi. Trong mây mù trên không trung của Hỗ Quốc Đại Thế Giới, có một chiếc hư không chu đột ngột xuất hiện. Lôi Thần Thiên Tôn này vừa mới gặp ta, rõ ràng cũng coi như khách khí, thế nhưng ta vừa mới nhắc tới kiểu giác điện xa thì hắn ta lại lập tức trở mặt. Kỳ Linh cẩn thận suy tư, hôm nay là thời điểm đại kiếp tới, đại năng giả trong trận doanh mình đối với vãn bối đều tương đối hòa ái. Kỳ Linh cũng đã gặp được tồn tại như Xích Minh Đạo Tổ, Phục Khi Thị, mỗi người đều rất là hòa ái. Tuy rằng Lôi Thần Thiên Tôn trời sinh tính tình táo bạo, thế nhưng vừa mới gặp quả thực cũng có chút hiền lành. Vì sao vừa mới nói tới kiểu giác điện xà hắn đã trực tiếp trở mặt như vậy? Ta nguyện dùng bảo vật để đổi mà hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Kỳ Linh nhíu mày suy nghĩ, làm sao bây giờ? Đại năng giả ở bên trong tam giới cũng chỉ có một mình Lôi Thần Thiên Tôn có kiểu giác điện xà. Nếu như không lấy được từ chỗ Lôi Thần Thiên Tôn, như vậy ta sẽ phải tự mình đi Lôi Điện Chi Hải để tu luyện môn thần thông kia. Bắt kiểu giác điện xà quá khó, cho dù là mấy vị đại năng giả có năng lực để bắt thứ này thì cũng không muốn hao tâm tổn lực. Dù sao kiểu giác điện xà đối với bọn họ cũng vô dụng, cũng chỉ có một mình Lôi Thần Thiên Tôn hao phí vô số năm tháng cho nên mới bắt được không ít kiểu giác điện xà. Phù chú! Cửu Nha Thiên Thần có chút nghi hoặc hỏi, sao chúng ta lại tới Hỗ Quốc Đại Thế Giới vậy? Đương nhiên là tới gặp Hỗ Vũ Chân Tiên rồi. Kỳ Linh nói, Hỗ Thị là bộ tộc trong nhân tộc thượng cổ, tuy rằng có chút hưng thịnh, thế nhưng vẫn không có thể sản sinh ra chân thần đạo tổ. Cho nên từ khi thượng cổ tan vỡ, tam giới được sinh ra đời, Hỗ Thị này cũng di chuyển đến đại thế giới, chiếm lấy một phương đại thế giới này. Dùng thực lực của Hỗ Thị chiếm lĩnh một phương đại thế giới là chuyện vô cùng nhẹ nhõm. Lúc thượng cổ, số lượng thiên thần chân tiên của Hỗ Thị cũng đã vượt qua 18 vị, cho tới bây giờ cũng đã vượt qua 30 vị. Hỗ Vũ Chân Tiên ư? Cửu Nha Thiên Thần có chút nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Kỳ Linh lại muốn gặp Hỗ Vũ Chân Tiên. Vèo vèo, tâm lực của Kỳ Linh phóng thích ra bao phủ Hỗ Quốc Đại Thế Giới này, rất nhanh đã phát hiện ra được Hỗ Vũ Chân Tiên. Ở bên trong một tòa sân cốc cũ tính, có một ít nhà cỏ lẻ tẻ phân tán ở các nơi, một ít nữ tử đang nói chuyện với nhau, có một ít người vẫn đang chơi đùa ở trong nước suối. Hỗ Vũ đạo hữu! Một giọng nói trực tiếp vang lên ở trong hạp cốc. Ồ! Một nữ tử mặc y phục màu xanh đang vui vẻ chơi đùa ở trong nước suối phóng ra tâm thức, lập tức phát hiện ra một thiếu niên mặc áo bào trắng và một lão bộc hói đầu đang ở bên ngoài trận pháp của sân cốc. Kỳ Linh ư? Nữ tử tóc xanh lập tức nhận ra được hắn. Bên cạnh hắn còn có lão bộc hói đầu đi theo, có lẽ chính là Cửu Nha Thiên Thần đã từng xuất hiện ở trong trận chiến tranh giới vực ở Xích Minh giới vực trận kia. Người này là một trong bảy đại chân thần cùng với đám Mỏng Tuyết Thiên Thần đây mà. Tí tí, làm sao vậy? Tí tí! Cả đám nữ tử hoặc là từ trong nhà cỏ đi ra, hoặc là từ suối nước nóng đi ra, tụ tập tới bên cạnh Hỗ Vũ Chân Tiên. Những nữ tử này đều là mấy thiên tiên, kỳ thực đều bái là môn hạ của Hỗ Vũ Chân Tiên,
chỉ là Hố Vũ Chân Tiên không thích xưng hô là thầy trò, cho nên những nữ tử này đều xưng hô nàng là tỷ tỷ. Đừng làm rộn lên, Hố Vũ Chân Tiên phân phó nói. Lập tức đám nữ thiên tiên này đều ngoan ngoãn, không hề làm ầm ĩ gì nữa. Cả đám chỉ hiếu kỳ vạn phần, rốt cuộc là ai tới chơi. Hố Vũ Chân Tiên vung tay lên, vèo vèo. Trong sân cốc cuối cùng lập tức xuất hiện một cái lối đi. Sân cốc này vốn đã bị trận pháp cấm chế bao phủ, cũng không phải là dễ xông vào như vậy. Chỉ thấy ở trong thông đạo sân cốc cuối cùng cũng có hai người đi tới, một thiếu niên mặc y phục màu trắng và một lão bộc hói đầu. Bác Minh đạo hiếu, Hố Vũ Chân Tiên dịu dàng cười nói. Hố Vũ đạo hiếu, lần này ta tới đây cũng là có chuyện muốn nhờ. Kỳ Linh nói. À, mời vào bên trong rồi nói, nếu là có thể giúp được đạo hiếu, Hố Vũ ta sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Hố Vũ Chân Tiên hiếu kỳ vạn phần, vị Bắc Minh kiếm tiên này vừa mới thanh danh lan xa, không biết lại có chuyện gì cần cầu cứu chính mình đây. Lúc này, Hố Vũ Chân Tiên dẫn Kỳ Linh tiến vào một gian nhà cỏ. Bên trong nhà cỏ bố trí cũng rất là lịch sự, tao nhã. Kỳ Linh và Hố Vũ Chân Tiên ngồi đối diện với nhau. Hố Vũ Chân Tiên còn lấy ra một ít tiên tiểu cho Kỳ Linh thưởng thức. Trước khi ta đến chỗ của đạo hiếu, ta đã từng đi bái phỏng sư phụ Lôi Thần Thiên Tôn của đạo hiếu đây. Kỳ Linh nói, ta đi bái phỏng Lôi Thần Thiên Tôn chính là vì muốn dùng bảo vật để đổi lấy một đầu Cửu Giác Điện Xà. Ai ngờ Lôi Thần Thiên Tôn căn bản không để cho ta nhiều lời, trực tiếp đuổi ta ra ngoài. Ta cũng hết cách rồi, cho nên mới tới cầu đạo hiếu. Không biết đạo hiếu có thể nghĩ biện pháp hộ ta một tay hay không? Hố Vũ Chân Tiên chính là đệ tử mà Lôi Thần Thiên Tôn rất sủng ái. Lôi Thần Thiên Tôn được thai nghén ở trong hỗn độn mà sinh ra đời, trời sinh đã nắm giữ lấy Lôi Điện Đại Đạo. Tính tình của hắn cũng thô bạo vô cùng, thế nhưng đối với một ít đệ tử phía dưới lại rất là sủng ái. Có một ít lại yêu cầu nghiêm khắc, trong đó người sủng ái nhất là nữ đệ tử duy nhất Hố Vũ Chân Tiên này. Cho nên lúc này Kỳ Linh mới đến cầu Hố Vũ Chân Tiên, nhìn xem có biện pháp nào không. Người muốn Cửu Giác Điện Xà ư? Hố Vũ Chân Tiên giật mình nói. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Chuyện này phiền toái rồi đây. Hố Vũ Chân Tiên lắc đầu nói. Ở trong tam giới, quả thực sư phụ của ta có Cửu Giác Điện Xà. Thế nhưng đối với sư phụ mà nói, Cửu Giác Điện Xà này cũng rất là quan trọng vô cùng. Năm đó Tam Thanh Đạo Nhân đã đòi sư phụ ta một đầu Cửu Giác Điện Xà để luyện chế bảo vật cho người nào đó. Sư phụ ta cũng rất là không muốn. Tam Thanh Đạo Nhân lại lấy ra hỗn độn kỳ vật mà sư phụ cần thiết, cho nên mới có thể đổi lấy được một đầu Cửu Giác Điện Xà. Bất quá đó là chuyện rất lâu trước đây rồi. Hiện nay hạo kiếp hàng lâm, đừng nói là ngươi, cho dù là đám người Tam Thanh Đạo Nhân có đi đòi thì cũng khó có khả năng đòi được. Ồ vậy ư? Kỳ Linh giật mình. Chẳng lẽ ngươi không biết pháp bảo mà sư phụ yêu quý nhất chính là Lôi Phạt Chi Chủy hay sao? Hồ Vũ Chân Tiên hỏi. Ta biết rõ. Kỳ Linh gật đầu nói. Lôi Thần Thiên Tôn cầm trong tay Lôi Phạt Chi Chủy, phóng xuất ra lôi điện trừng phạt tiên ma. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi. Thế nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với Cửu Giác Điện Xà đây? Vậy lôi điện ở bên trong Lôi Phạt Chi Chủy là từ nơi nào đến đây? Hồ Vũ Chân Tiên lắc đầu cười hỏi lại. Một ít lôi điện tương đối yếu, sư phụ có thể trực tiếp từ trong trời đất lấy ra. Thế nhưng một ít lôi điện uy năng lớn, đặc biệt là Cửu Giác Điện Xà cao cấp nhất, sư phụ lại khổ cực từ trong lôi điện chi hải mang ra ngoài. Hơn nữa còn phải tiến hành luyện hóa thì mới có thể luyện vào trong Lôi Phạt Chi Chủy được. Thời khắc mấu chốt chính thức mới có thể phóng ra được Cửu Giác Điện Xà, dùng để công kích địch nhân. Sau khi công kích hết còn có thể thu hồi. Kỳ Linh khẽ giật mình. Ở bên trong lôi điện, thứ uy năng lớn nhất chính là Lôi Hải Chi Xà và Cửu Giác Điện Xà. Lôi Hải Chi Xà không có linh tính, Cửu Giác Điện Xà có linh tính. Nói một cách tương đối, Cửu Giác Điện Xà lại càng dễ luyện hóa hơn một chút. Lôi Hải Chi Xà không có linh tính, căn bản không có cách nào khống chế được. Tựa như tổ thần Trúc Dung lúc trước vậy, hắn cũng không có cách nào trực tiếp khống chế Thái Dương Kim Diễm, mà hắn thà rằng đi sáng chế Trúc Dung Thần Hỏa thuộc về mình còn hơn. Tọa Nhân Thị cũng không có cách nào khống chế được Thái Dương Kim Diễm, mà là sáng chế ra Bất Diệt Lương Hỏa, uy lực không thua gì Thái Dương Kim Diễm. Đó là bởi vì không có cách nào khống chế được, cũng là bởi vì những thứ này ngông cuồng và thô bạo. Thái Dương Kim Diễm không có linh tính, rất là ngông cuồng thô bạo. Cho dù là Phục Khi Thị, đệ nhất nhân trận pháp trong tam giới,
cũng chỉ đem Thái Dương Kim Diễm dẫn đạo vào bên trong trận pháp của mình, sau đó lại dùng đại trận để dẫn đạo, hơn nữa vẫn phải cố gắng hết sức như trước. Nhưng hắn là âm dương hai thiên đạo kết hợp hoàn mỹ, thành tựu trên phương diện trận pháp lại cao, thế nhưng cũng chỉ làm được tới trình độ này mà thôi. Lơ Hải Chi Xà và Thái Dương Kim Diễm cũng giống vậy, rất là cuồng bạo. Ngược lại, Cửu Giác Điện Xà lại có linh tính, có khả năng luyện hóa được, thế nhưng mà Cửu Giác Điện Xà rất là thưa thớt. Ở bên trong một lượng lớn Lôi Hải Chi Xà, chỉ có một số rất ít mới có thể thể hiện ra được linh tính mà biến thành Cửu Giác Điện Xà. Đối với sư phụ mà nói, Cửu Giác Điện Xà là đòn sát thủ của ngươi, là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Mỗi một đầu Cửu Giác Điện Xà, sư phụ đều rất phí rất nhiều tâm huyết để luyện hóa ra, luyện vào bên trong Lôi Thần Chi Trùy. Hồ Vũ Chân Tiên nói, nếu như không có hạo kiếp, có lẽ sẽ có một tia khả năng sư phụ xuất ra một đầu Cửu Giác Điện Xà. Thế nhưng hạo kiếp đã hàng lâm, trận chiến sinh tử cuối cùng cũng sắp tới, sư phụ tuyệt đối không có khả năng xuất ra Cửu Giác Điện Xà đâu. Liên quan đến sinh tử, dùng tính tình của sư phụ, ai đến cũng đều vô dụng thôi. Hồ Vũ Chân Tiên nhìn Kỳ Linh nói, cho nên người làm đồ đệ như ta càng không có biện pháp nào cả. Kỳ Linh gật đầu, thì ra là thế, là Kỳ Linh lỗ mãng rồi. Ta thấy Bắc Minh đạo hữu vẫn nên buông tha Cửu Giác Điện Xà đi thì hơn. Hồ Vũ Chân Tiên nói, ngoại trừ chỗ sư phụ có cái đó ra, thì là ở bên trong Lôi Điện Hải Dương của Hỗn Độn mới có. Mà bên trong Lôi Điện Hải Dương có một lượng lớn Lôi Hải Chi Xà, Cửu Giác Điện Xà ở trong Lôi Hải, ngay cả đám đại năng giả cũng không dám đi vào. Sư phụ chính là thân thể lôi thần, nếu luận muốn bắt Cửu Giác Điện Xà, chỉ sợ là đệ nhất nhân tam giới này rồi. Thế nhưng lúc trước cũng rất là khổ cực thì mới có thể bắt được một ít đấy. Được rồi, Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, đã làm phiền Hồ Vũ Chân Tiên rồi, Kỳ Linh xin cáo từ vậy. Kỳ Linh lại để cho Cửu Nha Thiên Thần tạm thời trở về Trích Tinh Đại Thế Giới. Hắn lại một mình một người cưỡi hư không chu, lại lần nữa xé rách hư không, lập tức tiến vào trong Hỗn Độn Vô Tận. Sương mù hỗn độn tràn ngập chung quanh, nếu như đi quá xa ở trong hỗn độn, như vậy hoàn toàn có thể sẽ mất đi phương hướng. May mắn Kỳ Linh có địa đồ của vùng hỗn độn chung quanh tam giới. Ở trong những điểm mà địa đồ đánh dấu có hai nơi Lôi Điện Chi Hải, đương nhiên Kỳ Linh sẽ tiến về một chỗ gần đây trước. Bất quá so với lần trước Kỳ Linh ngao du hỗn độn còn xa hơn nhiều, Kỳ Linh phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng mình bị mất phương hướng. Hư không chu lần lượt xuyên thẳng qua, dùng từng khỏa ngôi sao trong hỗn độn làm tham chiếu, lại hao phí trọn vẹn hơn 6 canh giờ. Khoảng cách xuyên qua chỉ sợ so với toàn bộ tam giới cũng phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đã đến nơi rồi. Kỳ Linh đứng ở trên hư không chu, nhìn về trước phía xa xa. Hải dương rộng lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Lôi Điện Hải Dương mở mắt nhìn qua, vô số tia chớp màu trắng được đánh ra, tạo thành hải dương vô biên vô hạn. Càng tới gần chỗ sâu trong hải dương thì lại càng tăng thêm vẻ tối tăm mờ mịt. Ở chỗ sâu nhất mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tia chớp màu đen. Những tia chớp màu đen kia đều tạo thành bộ dáng như một mảnh đại xà dài hẹp, chính là Lôi Hải Chi Xà. Những Lôi Hải Chi Xà này ngay cả đám đại năng giả cũng phải sợ hãi. Nếu như chỉ có một hai đầu Lôi Hải Chi Xà thì cũng thôi đi, thế nhưng ở chỗ sâu trong Lôi Điện Chi Hải này lại tụ tập tia chớp màu đen vô tận. Lôi Hải Chi Xà ở chỗ đó quả thực là vô cùng vô tận. Mặc cho thủ đoạn của đám đại năng giả lợi hại tới đâu thì chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại cao cấp nhất liều mạng thì mới có thể xâm nhập vào trong đó được. Chỉ là Cửu Giác Điện Xà lại càng hiếm thấy. Trong ngàn vạn đầu Lôi Hải Chi Xà cũng khó có thể gặp được một đầu Cửu Giác Điện Xà. Từ đó có thể thấy được độ khó khăn khi bắt nó ra sao. Không có biện pháp nào khác ư, chỉ có thể mạo hiểm mà thôi. Kỳ Linh đứng ở trên hư không chu, nhìn vào Lôi Điện Hải Dương vô tận. Tiến vào bên trong Lôi Điện Hải Dương tu luyện môn thần thông này vậy. Kỳ Linh không có lựa chọn nào khác. Ở bên trong thủy phủ mà Kỳ Linh tùy thân mang theo thì còn có 15 phân thân của bản tôn. Giờ phút này một gã phân thân bản tôn trong đó đi ra khỏi thủy phủ, sau đó lập tức bay về phía Lôi Điện Hải Dương vô tận. Bay chỉ trong chốc lát đã đến biên giới của Lôi Điện Hải Dương. Vèo. Kỳ Linh nhìn những tia chớp màu trắng vô tận đang lóe lên ở trước mắt, trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy. Lên. Thanh âm của Kỳ Linh vang lên, ngay sau đó đã xông vào bên trong tia chớp vô tận. Vèo vèo vài cái, có vô số tia chớp được đánh ra rồi vần quanh.
Kỳ Linh đã sớm thu pháp bảo, thân thể để trần trụi, để ở trong lôi điện Hải Dương, tùy ý để cho những tia chớp màu trắng kia lần lượt bổ vào người. Cơ hồ trong nháy mắt đã có hàng trăm, hàng ngàn lôi điện bổ vào trên thân thể của hắn. Thứ này so với kiểu kiểu lôi kiếp khi hắn độ thiên thần kiếp còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. May mà hiện tại đệ cửu chuyển trong bất kiểu huyền công của Kỳ Linh đã được luyện thành, hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Bắt đầu tu luyện kiểu giác điện xà độn thuật, cải tạo lại thân thể thôi. Kỳ Linh đang đắm chìm trong tia chớp, thân thể trần trụi, đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tư tưởng, suy nghĩ tới việc thi triển thần thông. Lập tức ở bên ngoài thân thể của hắn bắt đầu hiện lên một ít thần văn màu vàng. Thần văn không ngừng hiện lên, tia chớp màu trắng xung quanh vốn đang xâm nhập vào thân thể Kỳ Linh, lúc chạm vào Kỳ Linh dường như cũng đã ôn nhu đi hơn một ít. Thời gian dần trôi qua, bên ngoài thân thể của Kỳ Linh đã tạo thành vô số thần văn màu vàng, tạo thành hình cái lồng. Những thần văn màu vàng này hoàn toàn liên tiếp với nhau vào một chỗ, mơ hồ có thể phân biệt ra một chữ, đó chính là văn tự của chữ điện trong kiểu phương hỗn độn quốc. Vèo 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 vèo, quang mang của thần văn màu vàng vừa mới hình thành, lập tức tia chớp màu trắng xung quanh không ngừng vần quanh. Thời gian dần trôi qua, mơ hồ đã tạo thành một vòng xoáy tia chớp. Ở trong trung ương vòng xoáy tia chớp chính là một thứ giống như kén tầm mà Kỳ Linh đang ở bên trong cái kén đó. Bên trong cái kén lôi điện, Kỳ Linh trần trụi, cơ bắp dưới làn da mơ hồ đang run rẩy, đang có từng đạo tia chớp màu trắng thẩm thấu tiến vào trong thân thể của Kỳ Linh. Trước đó Kỳ Linh có thể đơn giản ngạnh kháng những tia chớp màu trắng này, đó là bởi vì bắt kiểu huyền công, pháp môn này đã hoàn toàn ngăn cản tia chớp ở bên ngoài. Thế nhưng mà cải tạo thân thể lại phải để cho tia chớp tiến vào thân thể. Mỗi một tia xâm nhập vào trong thân thể sẽ làm cho thuộc tính của cả thân thể xảy ra thay đổi. Giờ phút này thân thể sẽ không có phòng ngự, năng lực chống cự tia chớp sẽ nhanh chóng suy yếu, không cẩn thận sẽ khiến cho thân thể hóa thành tro bụi. Thế nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu, thuộc tính của thân thể sẽ phải thay đổi. Tựa như có người trời sinh thủy đạo thể, có người trời sinh hỏa chi đạo thể vậy. Thân thể vốn là phân ra các thuộc tính, cái gọi là đạo thể đối với tầng thứ như Kỳ Linh cũng không coi vào đâu. Cần phải biết rằng, coi như là lôi thần thiên tôn nắm giữ lôi điện đại đạo mà sinh ra, như vậy lôi thần chi thể của hắn cũng không có cách nào khiến cho kiểu sắc điện xà ở trong lôi hải chi xà có thể chạy toán loạn trong cơ thể mà không bị thương. Kỳ Linh muốn đem thần thể cải tạo thành thuộc tính lôi điện, biến thành lôi thần thân thể hoàn mỹ, lại để cho lôi hải chi xà, kiểu giác điện xà có thể chạy loạn ở trong đó. Có lẽ ở trên phương diện lực lượng không có cách nào so sánh được với lôi thần thiên tôn, thế nhưng trình độ lại có thể đạt gần tới lôi điện, có thể sẽ càng tốt hơn so với lôi thần thiên tôn. Kỳ thực bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được muốn cải tạo thần thể sẽ gian nan như thế nào. Thế nhưng đại năng giả sáng tạo ra môn kiểu giác điện xà độn thuật này hiển nhiên cũng là người rất phi phàm, cao minh. Kỳ Linh đối phó với tên chân thần kia cũng là một loại cơ duyên xảo hợp, mạo hiểm vô cùng, cho nên mới lấy được pháp môn kinh người này. À, Kỳ Linh lập tức cảm giác được toàn thân mình đau nhức kịch liệt. Cải tạo thần thể cần phải tiến hành theo chất lượng, trước tiên dùng lôi điện nhỏ yếu để cải tạo, về sau dần dần tăng lên khiến cho thuộc tính của thần thể càng thêm hoàn mỹ, cho đến cuối cùng có thể thích ứng được với kiểu giác điện xà. Những lô điện cấp độ khác nhau rất dễ dàng đạt được, thế nhưng cũng chỉ có kiểu giác điện xà là chân quý dị thường. Vốn Kỳ Linh định sẽ từ từ tu luyện ở trong tam giới, thế nhưng bây giờ chỉ có thể tiến vào lôi điện chi hải mà tu luyện mà thôi. Ở trong lôi điện chi hải, từ bên ngoài đến hạch tâm, uy năng của lôi điện cũng không ngừng được đề thăng, vừa vặn rất là thích hợp. Chỉ là ở vị trí hạch tâm, thứ Kỳ Linh phải đối mặt không phải là kiểu giác điện xà mà là lôi hải chi xà, sẽ càng thêm cuồng bạo, không có chút linh tính nào. Đây là một bước cuối cùng trong việc cải tạo thần thể. Kỳ Linh cũng chỉ có thể dùng lôi hải chi xà để cải tạo thần thể, mà lôi hải chi xà lại càng cuồng bạo, hiển nhiên quá trình cải tạo sẽ rất nguy hiểm. Mà dù sao cũng không có cách nào có được kiểu giác điện xà, cho nên hắn chỉ có thể lui lại, suy nghĩ biện pháp khác mà thôi. Thời gian trôi qua, cải tạo thân thể vẫn rất là chậm chạp. Khi chỉ có một chút bộ phận của thân thể trực tiếp sụp đổ, Kỳ Linh lập tức dùng thân thể để khôi phục. Hắn tiếp tục thử, lại trọn vẹn phí thời gian hơn một tháng. Kỳ Linh trần trụi ở trong lôi điện màu trắng, tùy ý để cho tia chớp màu trắng lưu chuyển ở trên thân thể, thậm chí còn lưu chuyển ở trong thân thể mà cũng không bị thương tổn một chút nào.
tiếp tục thôi. Kỳ Linh nhanh chóng tiến vào trong chỗ sâu nhất của lôi điện chi hải. Thời gian lại dần trôi qua, màu sắc của tia chớp dần dần chuyển sang màu đen, uy năng cũng càng thêm cường đại. Kỳ Linh dừng lại, lại bắt đầu tu luyện, dẫn đạo những tia chớp màu trắng nhạt này cải tạo thần thể. Lần này chỉ gần nửa tháng đã có thể thành công. Kỳ Linh lại tiếp tục xâm nhập vào bên trong nữa. Tia chớp hoàn toàn là màu xám xuất hiện ở trước mặt. Kỳ Linh ngừng lại, bắt đầu lợi dụng những tia chớp màu xám này để cải tạo thần thể. Lần này chỉ trong mấy ngày đã có thể thành công. Đây đã là một bước cuối cùng cải tạo thân thể rồi. Kỳ Linh nhìn về phía trước, xuyên thẳng qua khu vực có tia chớp màu xám. Phía trước đã là khu vực của tia chớp màu đen. Một mảnh tia chớp màu đen dài hẹp như là rắn đang chạy tán loạn. Một khi bắn ra thì tốc độ có thể đạt tới tốc độ của ánh sáng, hung mãnh và cuồng bạo dị thường. Kỳ Linh nhìn qua, hắn chỉ thấy những lôi hải chi xà này, thế nhưng căn bản không nhìn thấy được kiểu giác điện xà. Lợi dụng lôi hải chi xà cải tạo thần thể rất là nguy hiểm. Kỳ Linh đứng ở phía xa xa nhìn vào, thế nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho hắn có cảm giác áp lực, hít thở không thông. Bắt kiểu huyền công của hắn căn bản không ngăn cản nổi lôi điện đáng sợ bậc này, ngay cả đại năng giả cũng phải sợ hãi, hắn thì tính là cái gì đây? Nếu như có kiểu giác điện xà, như vậy nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút, còn không cũng không có biện pháp nào. Kỳ Linh lại một lần nữa thi triển pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật cải tạo thần thể. Chung quanh thân thể lại lần nữa có thần văn màu vàng hiện ra, rất nhanh đã tạo thành màn hào quang thần văn màu vàng, bắt đầu khiến cho tia chớp chung quanh vần quanh Quỷ Linh. Kỳ Linh thì tiến lên tiếp tục đi về phía trước, đi tới chỗ giao hòa của tia chớp màu đen và tia chớp màu xám. Vèo vèo vèo, xoẹt. Lôi hải chi xà tùy ý chạy như điên, chúng không có linh tính, nhìn hình dáng như rắn, thế nhưng kỳ thực đó là chỉ là những lôi điện mà thôi. Rốt cục cũng có một đạo lôi hải chi xà quét đến trên người Kỳ Linh ở khu vực tiếp giáp. Tia chớp màu đen lập tức bị bàn hào quang thần văn màu vàng hấp dẫn, tạo thành kén tầm tia chớp màu đen. Kỳ Linh thì lập tức lui về phía sau, lại trở về khu vực của tia chớp màu xám. Bắt đầu cải tạo nào. Ở bên trong kén tầm tia chớp màu đen, Kỳ Linh đang cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt một tia chớp màu đen ở trong kén tầm bắt đầu thẩm thấu vào trong thần thể của mình. Lôi hải chi xà và kiểu giác điện xà đều là một loại lôi điện, chỉ là kiểu giác điện xà có linh tính hơn mà thôi. Nếu lôi hải chi xà có thể thay đổi thần thể thành công, như vậy thần thể cũng có thể thích ứng được với kiểu giác điện xà. Phốc. Cánh tay trần trụi của Kỳ Linh lập tức bị chôn vùi, kén tầm đi theo tia chớp màu đen cũng sụp đổ. Những tia chớp màu đen này đảo qua Kỳ Linh, thân thể tàn của Kỳ Linh cũng lập tức hóa thành tro bụi, không có lực phản kháng một chút nào cả. Thất bại rồi. Bên ngoài lôi điện hải dương, Kỳ Linh ở trên hư không chu kia biến sắc. Phân thân của bản tôn đã chết, loại đau đớn thần hồn câu diệt này khiến cho Kỳ Linh thống khổ vô cùng. Lôi hải chi xà thật là đáng sợ. Ở bên trong một phân thân của bản tôn kia ẩn chứa chân linh, thế nhưng cũng đã hóa thành tro tàn. Đáng chết, đáng chết mà. Lôi hải chi xà này thật là ngông cuồng. Ta chỉ mới dẫn đạo một tia tiến vào thân thể, thế nhưng ngay cả một cánh tay cũng không thể cải tạo thành công được. Lại nào. Kỳ Linh lại phái ra một phân thân từ bản tôn. Tuy rằng chỉ có một phân thân của bản tôn tiến vào lôi điện hải dương, thế nhưng những phân thân khác đều đang nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm, đang suy tư xem nên làm như thế nào thì mới có thể cải tạo nắm chắc càng lớn hơn thần thể. Tuy rằng bên trên pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật ghi lại rất là kỹ càng, thế nhưng khi chân chính đi làm, có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chết một lần, Kỳ Linh cũng đã có kinh nghiệm dùng lôi hải chi xà cải tạo thần thể. Một lần nữa khiến cho hắn có thể tránh đi một ít sai lầm, làm cho mọi việc tốt hơn. Đã qua hơn 3 tháng, lại chết một phân thân từ bản tôn. Lại tới thôi. Những phân thân khác đều đang cẩn thận tìm hiểu suy tư. Phân thân của bản tôn thì lần lượt tiến vào trong đó, không ngừng thử. Thế nhưng việc cải tạo thần thể quả thực là một cửa nguy hiểm nhất khi tu luyện môn thần thông này. Bên trong pháp môn ghi cửu tử nhất sinh cũng không phải là nói ngoa. Đặc biệt là Kỳ Linh lại dùng lôi hải chi xà, càng khó có thể chống đỡ hơn để cải tạo thần thể. Đảo mắt cũng đã qua hơn 4 năm, Kỳ Linh vẫn như trước, thân đứng ở chân hư không chu, nhìn về phía lôi điện chi hải bao la mờ mịt kia. Đã hơn 4 năm rồi. 15 cái phân thân từ bản tôn của ta đều đã chết cả, thế nhưng vẫn không có thành công, vẫn còn kém một chút nữa thôi. Kỳ Linh cắn răng,
phân thân của bản tôn đã chết hết. Chỉ cần có một cái phân thân từ bản tôn còn sống thì còn có thể chậm rãi mà khôi phục. Nếu như muốn thay nghén ra một phân thân bản tôn mới, như vậy phải thay nghén tất cả chân linh, thần hồn và thần thể. Cũng cần thời gian tương đối dài, 15 cái phân thân của bản tôn nếu như muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định phải có ước vạn năm tháng. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Kỳ Linh giết 16 phân thân của Thiếu Viêm Sửu, Thiếu Viêm Sửu lại tuyệt vọng như vậy. Còn có một biện pháp khác có thể rất nhanh khiến cho tất cả phân thân của bản tôn đều khôi phục trở lại, đó chính là vận dụng hỗn độn linh dịch huyền diệu vô cùng. Dựa vào hỗn độn linh dịch này, Kỳ Linh có thể từ tầng thứ nhất của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma đột phá đến tầng thứ hai, dùng để khôi phục phân thân của bản tôn. Chuyện này kỳ thực xem như là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng hạo kiếp đã hàng lâm, Kỳ Linh căn bản không có thời gian để chờ phân thân bản tôn khôi phục, chỉ có thể dùng hỗn độn linh dịch thôi. Vèo, Kỳ Linh tốn thêm nửa canh giờ đi tới một khoảng ngôi sao cực lớn ở trong hỗn độn, lại chọn ra một sân động tạm thời để bế quan. Lúc này hắn mới tiến vào thủy phủ bắt đầu tu luyện. Có thể tu luyện thành tầng thứ hai của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma. Hiện tại hỗn độn linh dịch lại bị ta dùng để khôi phục phân thân. Bản thân Kỳ Linh cũng đau lòng, thế nhưng tất cả mọi chuyện cũng là vì cửu sắc điện xà chi thuật này. Đây là một môn độn thuật khiến cho tất cả đại năng giả đều trông mà thèm. Thứ này dù sao cũng là đệ nhất độn thuật, có thể khống chế quyền chủ động tuyệt đối. Năm đó 10 đầu kim ô gây tai họa cho thượng cổ, ngay cả nữ hoa nương nương cũng không có cách nào làm gì được. Đó cũng là bởi vì thần thông Thái Dương Kim Hồng quá mức lợi hại. Kỳ Linh lấy ra một cái bình màu đen, phanh một tiếng, nắp bình được mở ra. Về sau hắn cũng không hề nghĩ nhiều nữa mà nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển pháp môn khôi phục Đào Ngô Thập Bát Thần Ma. Lập tức có từng giọt hỗn độn linh dịch từ trong cái bình màu đen được bay ra. Bên trong mỗi một giọt hỗn độn linh dịch này đều có được vô số bong bóng bé nhỏ. Mỗi một cái bong bóng bé nhỏ dường như cũng có cả một thế giới. Khi thì sinh ra đời, khi thì tan vỡ, thần kỳ vô cùng. Thời gian trôi qua, sau khi Kỳ Linh hút vào hỗn độn linh dịch, vèo một tiếng, có một đạo hư ảnh từ trong thân thể Kỳ Linh được phân hóa ra. Về sau mới ngưng thực lại, lập tức có thêm một Kỳ Linh xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, từng phân thân bản tôn không ngừng khôi phục mà thành. Lúc ở bên trong thủy phủ có khoảng chừng 16 Kỳ Linh thì rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, rốt cuộc không có cách nào khôi phục được nữa. Khôi phục phân thân này, không ngờ số hỗn độn linh dịch tiêu hao lại cơ hồ tương đương với lúc đột phá đến tầng thứ hai của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma. Trong lòng Kỳ Linh rất đau. Lại tiếp tục thôi, ta cũng không tin, lần này ta không làm được. Kỳ Linh đã đi ra khỏi sân động, khống chế hư không chu tiến vào bên trong hỗn độn, lại lần nữa tiến về phía lôi điện chi hải. Hư không chu lại lần nữa đứng ở biên giới lôi điện hải dương, lại có một phân thân trực tiếp bay vào bên trong lôi điện vô tận kia, bắt đầu cải tạo thần thể từng bước một. Kỳ thực Kỳ Linh hoàn toàn có thể khiến cho một phân thân thần thể nào đó được cải tạo đến tình trạng có thể thừa nhận được tia chớp màu xám, sau khi dừng cải tạo lại dùng phân thân này để khôi phục những phân thân khác. Như vậy những phân thân thần thể khác cũng sẽ có được linh tính thuộc tính của lôi điện, có thể trực tiếp thử để cho lôi hải chi xà màu đen cải tạo, như vậy sẽ càng tiết kiệm thời gian hơn. Thế nhưng Kỳ Linh lại không làm như vậy, hắn vẫn từng bước cải tạo, dùng từng phân thân tiến lên để thử. Bởi vì quá trình cải tạo cũng là quá trình mà Kỳ Linh tích lũy kinh nghiệm, có thể thừa nhận được tia chớp màu xám cũng không phải là Kỳ Linh có kinh nghiệm rất cao, mà là thần thể của Kỳ Linh là huyền công đệ cửu chuyển, sức thừa nhận rất mạnh thì mới có thể thành công. Lúc Kỳ Linh lần lượt cải tạo đã tích góp từng tí kinh nghiệm một, cho nên hắn thả rằng tốn 2-3 tháng thời gian thì cũng muốn tiết kiệm được thêm một ít hỗn độn linh dịch. Ồ, Kỳ Linh ở bên trên hư không chu nhướng mày, cảm giác đau đớn kịch liệt khi thần hồn câu diệt kia hắn cũng có thể cảm giác được. Lại thất bại một lần nữa. Lại nào, vèo, một đạo lưu quang bay ra xông vào bên trong lôi điện hải dương. Phân thân của Kỳ Linh, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, lần lượt ngã xuống trước mặt lôi hải chi xà. Hiển nhiên lợi dụng lôi hải chi xà để cải tạo thần thể thực sự quá khó khăn. Bất quá theo kinh nghiệm không ngừng hoàn thiện, thời gian thừa nhận lôi hải chi xà của mỗi một lần cũng càng ngày càng lâu hơn. Đã chết 9 phân thân rồi, chết 10 rồi. Kỳ Linh cũng rất đau lòng, từng cố phân thân đều đại biểu cho hỗn độn linh dịch. Lại kiên trì thêm một chút nữa, nếu như vừa rồi vận khí tốt một chút, nói không chừng đã thành công. Kỳ Linh cố gắng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo tuyệt đối, lại lần lượt đi thử.
Ở khu vực của tia chớp màu xám lại có một cái kén lôi điện màu đen. Ở trong cái kén tầm này, bên ngoài thân thể của Kỳ Linh đang mơ hồ có điện quang màu đen lập lòe. Da rẻ cơ bắp của hắn ngẫu nhiên chôn vùi một chút, thế nhưng lại lập tức khôi phục trở lại. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ tâm lực đều đang cố gắng dẫn dắt lôi điện. Lực lượng của lôi hải chi xà rất đáng sợ, mặc dù một tia thì cũng không có cách nào cưỡng ép khống chế được, chỉ có thể dẫn đạo đường đi của nó mà thôi. Hiển nhiên lần lượt dùng tính mạng làm cái giá lớn, kinh nghiệm của Kỳ Linh cũng càng thêm phong phú. Thân thể của hắn bắt đầu từ tay đã được cải tạo dần dần cho tới tràn ngập toàn thân, thân thể, tứ chi, đầu. Vèo vèo, hai con ngươi của Kỳ Linh bỗng nhiên mở ra. Xoẹt, tia chớp màu đen trực tiếp từ trong mắt bay ra, thế nhưng lại không có làm tổn thương tới con mắt của hắn. Cuối cùng cũng đã thành công rồi. Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, lập tức thu lại màn hào quang thần văn màu vàng kia. Lập tức cái kén lôi điện màu đen sụp đổ, lôi hải chi xà màu đen tùy ý càn quét, tự nhiên cũng quét qua Kỳ Linh gần trong gang tấc. Thế nhưng những tia chớp màu đen này xuyên thẳng qua thân thể của Kỳ Linh, mà Kỳ Linh vẫn hoàn toàn đứng ở chỗ đó như trước. Thậm chí một ít điện quang màu đen còn chạy trong thân thể của Kỳ Linh. Cuối cùng cũng thành công. Kỳ Linh kích động tới mức nắm chặt hai tay. Trước đó ở chỗ lôi thần thiên tôn kia vấp phải trắc trở, làm cho hắn chỉ có thể mạo hiểm tiến vào lôi điện hải dương. Thậm chí lúc vừa mới bắt đầu còn liên tiếp thất bại, cũng làm cho hắn có suy nghĩ lo lắng ở trong đầu. Nếu như chết mấy mươi lần cũng không được, chẳng lẽ phải tiêu hao tất cả hỗn độn linh dịch ở chỗ này hay sao? May mắn từ lúc kinh nghiệm của hắn tăng lên, mỗi một lần lợi dụng lôi hải chi xà để cải tạo thân thể đều có thể kéo dài thời gian càng lâu hơn. Nhìn thấy được sự tiến bộ, Kỳ Linh càng có lòng tin, cho đến hiện tại rốt cuộc cũng đã thành công. Kế tiếp cũng không có gì là nguy hiểm nữa rồi. Kỳ Linh nhẹ nhõm cười cười. Bước thứ hai là phục tùng kiểu giác điện xà. Ta không có thiên lạn thần quả, vạn lôi thần tinh, tuy nhiên ta lại có hỗn độn linh dịch, chỉ là lại có chút phiền phức đây, đó chính là tìm kiếm kiểu giác điện xà. Đi thôi. Lần này Kỳ Linh không chút sợ hãi, bay thẳng đến khu vực của tia chớp màu đen vô tận ở phía trước. Tất cả những tia chớp màu đen này đều có hình dáng như rắn, tùy ý chạy loạn, uy năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng ở bên trong hải dương to lớn lại không thể nào làm cho con cá chết chìm được. Hôm nay khu vực tuyệt địa như lôi hải chi xà, khu vực này đối với Kỳ Linh cũng không có nguy hiểm gì nữa. Bất quá khi thực sự tiến vào khu vực của lôi hải chi xà, Kỳ Linh vẫn giảm bớt tốc độ, chậm rãi đi vào trong đó. Một mảnh lôi hải chi xà dài hẹp bay tán loạn, lan tới gần chỗ của Kỳ Linh. Kỳ Linh có cảm giác toàn thân chỉ có một loại cảm giác ấm áp và thoải mái. Lập tức hắn cười cười, hắn hoàn toàn phi hành ở bên trong khu vực tia chớp màu đen này. Tìm kiếm kiểu sắc điện xà nào. Kỳ Linh phi hành ở trong khu vực có tia chớp màu đen, đồng thời phóng thích ra tâm lực bắt đầu dò xét. Tâm lực hư vô mờ mịt, lôi hải chi xà này thực sự không thể làm tổn thương được tới tâm lực. Dùng phạm vi rộng rãi của tâm lực, Kỳ Linh rất nhanh đã phát hiện ra một đầu kiểu sắc điện xà ở chỗ sâu trong lôi điện hải dương. Kỳ Linh không chút do dự, trực tiếp chui xuống, hoàn toàn chui vào chỗ sâu trong lôi điện hải dương. Vốn Kỳ Linh ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy hỗn độn, thế nhưng hiện tại chui vào chỗ sâu trong hải dương, thứ mà hai mắt có khả năng nhìn thấy đều là tia chớp màu đen. Đã bay được trọn vẹn hơn nửa canh giờ, có một đầu kiểu giác điện xà vừa vặn đang chạy tới gần chỗ của Kỳ Linh. Tới rồi, tốt, tốt. Bên trong thần thể của Kỳ Linh đã sớm cô đọng ra thần văn điện xà chi noãn. Chỉ cần kiểu giác điện xà đụng chạm vào thân thể của Kỳ Linh thì cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào bên trong. Vèo, Kỳ Linh cố gắng tới gần đầu kiểu giác điện xà kia. Soạt một tiếng, kia là một đầu đại xà màu đen có 9 sừng, thậm chí cũng sinh động vô cùng, khoái hoạt ngao du khắp nơi, khi thì bay chậm, khi thì bay nhanh, khiến cho Kỳ Linh rất là bất đắc dĩ. Kiểu giác điện xà bay đi về phía một phương hướng khác, dùng tốc độ của kiểu giác điện xà, ngay cả bóng dáng của đối phương thì Kỳ Linh cũng không nhìn được, chứ đừng nói là đuổi theo. Ai, thất bại rồi. Một khi kiểu giác điện xà bắt đầu rời xa mình, dùng tốc độ của đối phương, Kỳ Linh căn bản không có khả năng đuổi kịp. Cho nên muốn tìm được kiểu giác điện xà phải xem vận khí, đặc biệt là đối phương phải tự mình dâng tới cửa. Tiếp tục tiến sâu hơn thôi. Kỳ Linh tiếp tục bay về chỗ sâu trong lôi điện hải dương. Toàn bộ lôi điện hải dương có một hạch tâm. Nếu như siêu đại lôi điện hải dương thì thậm chí ở hạch tâm sẽ ngưng kết thành vạn lôi thần tinh. Bất quá lôi điện hải dương này đã sớm bị tam giới phát hiện,
Nếu có lôi điện thần tinh mà nói, dùng thủ đoạn của đám người tọa nhân thị, tam thanh đạo nhân, nếu như không tiếc một cái giá lớn thì hoàn toàn có thể đi đến được hạch tâm. Đặc biệt là nữ hoa nương nương hoàn toàn có thể đơn giản tiến vào trong này. Cho nên Kỳ Linh cũng không có cảm thấy hạch tâm sẽ có vạn lôi thần tinh gì cả. Không ngừng bay đi về phía hạch tâm, tốc độ phi hành ở trong lôi điện hải dương cũng tương đối chậm. Cộng thêm nữa, lôi điện hải dương này lại rất lớn. Hắn trọn vẹn bay hơn 2 tháng. Tuy rằng trên đường đã có hơn 100 lần vô tình gặp phải cửu giác điện xà, thế nhưng không có một đầu nào đụng phải người hắn. Đặc biệt là lần gần đây nhất, Kỳ Linh dùng mắt thường có thể nhìn thấy đầu cửu giác điện xà kia. Đáng tiếc, Kỳ Linh đang cách đó không xa, vừa mới bay qua. Cho dù hắn có khiến cho thân thể bành trướng tới ngàn dặm thì cũng không có tác dụng đụng chạm được tới kiểu giác điện xà. Đối phương quá nhanh. Thời gian hơn 2 tháng, rốt cuộc Kỳ Linh cũng đã đi tới hạch tâm của lôi điện hải dương. Dưới tâm lực bao phủ, hắn nhìn thấy ở hạch tâm lôi điện hải dương đang có một chỗ chấn động đáng sợ. Hiển nhiên đó chính là nguồn suối lực lượng của lôi điện hải dương này. Ở chung quanh còn có một lượng lớn kiểu giác điện xà. Số lượng kiểu giác điện xà ở nơi này là nhiều nhất. Ở nơi khác còn xa mới có thể đụng phải một đầu, thế nhưng ở nơi này lại rất là thông thường. Đây cũng là nguyên nhân mà Kỳ Linh đến tận nơi đây. Quả thật không có vạn lôi thần tinh. Trong mắt của Kỳ Linh lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Bất quá cuối cùng cũng tới được nơi này. Kiểu giác điện xà thật quá nhiều đi. Bang! Một cái đuôi rắn cực lớn đảo qua Kỳ Linh, cũng đụng chạm tới thần phân điện xà chi noãn ở trong cơ thể của Kỳ Linh. Theo đầu kiểu giác điện xà cực lớn này hoàn toàn bị hấp dẫn, linh tính của nó khiến cho vèo một cái trực tiếp chui vào trong cơ thể của Kỳ Linh. Kiểu giác điện xà khổng lồ lại hoàn toàn chui vào bên trong thần thể của Kỳ Linh, sau đó tức thì chui vào bên trong thần văn điện xà chi noãn kia. Đạo thần văn kia giống như là cái nhà của nó vậy. Kỳ Linh dùng tâm lực để dò xét, hắn phát hiện ra đầu kiểu giác điện xà này đang thoải mái dễ chịu, thân thể quán thành từng vòng rơi vào ngủ say. Quả thực không biết đại năng giả sáng chế ra pháp môn này sao có thể sáng chế ra được thần văn điện xà chi noãn, khiến cho kiểu giác điện xà thực sự như là một con rắn nhỏ bình thường đang ở trong trứng vẫy, vô cùng nhu thuận. Trong lòng Kỳ Linh vui sướng, mục đích đã đạt được, rốt cuộc hắn cũng đã bắt được một đầu kiểu giác điện xà. Thế nhưng Kỳ Linh hiểu rõ, hiển nhiên là kiểu giác điện xà bị điện xà chi loãn hấp dẫn cho nên mới ngủ say ở trong đó. Mình căn bản không có cách nào khống chế được nó. Muốn khống chế còn phải tiến hành phục tùng, khiến cho kiểu giác điện xà xảy ra biến hóa về chất, như vậy mới có thể thực sự trở thành một loại độn thuật được. Đi! Kỳ Linh bắt đầu chậm rãi bay đi ra phía ngoài. Phải mất 3 tháng hắn mới từ chỗ sâu nhất trong lôi điện hải dương bay ra khỏi biên giới, đi tới bên trên hư không chu. Bên trong thủy phủ, Kỳ Linh khoanh chân ngồi ở trong đại điện. Trước người đã có để 7 bình ngọc màu đen. Dựa vào pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật ghi lại, phục tùng một đầu kiểu giác điện xà cần những 6 bình. Thế nhưng Kỳ Linh lo lắng không đủ, cho nên vẫn mang ra thêm một bình. Thực sự là đau lòng mà. Thế nhưng môn thần thông này, cho dù là tồn tại cao cấp nhất ở trong tam giới cũng mơ tưởng có được. 6 bình hỗn độn linh dịch để đổi lấy môn thần thông này cũng xứng đáng thôi. Kỳ Linh nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo pháp môn ghi lại, bắt đầu tiến hành phục tùng. Xoẹt xoẹt, từng giọt hỗn độn linh dịch bay ra. Mỗi một giọt hỗn độn linh dịch đều có được phi phàm lực lượng. Từng giọt chui vào trong thần thể của Kỳ Linh, dưới sự dẫn đạo của Kỳ Linh trực tiếp bay về phía thần văn điện xà chi noãn ở trong cơ thể. Đồng thời hỗn độn linh dịch còn trực tiếp nhỏ vào trong kiểu giác điện xà. Khi linh dịch vừa vào thì kiểu giác điện xà lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Đồng thời cũng có một đạo thần văn màu vàng hiện ra, chính là do Kỳ Linh ngưng kết mà thành. Đạo thần văn màu vàng này trực tiếp khắc lên trên thân thể của kiểu giác điện xà. Một cái thần văn màu vàng hiện ra không ngừng khắc lên trên thân thể của kiểu giác điện xà. Đồng thời cũng có từng giọt hỗn độn linh dịch tiếp tục tiến vào trong cơ thể của kiểu giác điện xà. Chính là bởi vì có hỗn độn linh dịch cho nên kiểu giác điện xà mới cảm thấy thoải mái dễ chịu, mới không có phản kháng. Bằng không mà nói, kiểu giác điện xà đã sớm tỉnh lại rồi bay ra khỏi điện xà chi noãn, sau đó lại chuồn mất. Khi đó Kỳ Linh cũng chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn. Thời gian trôi qua, hỗn độn linh dịch không ngừng tiêu hao, thần văn màu vàng trên người của kiểu giác điện xà cũng càng ngày càng nhiều. Nó cũng dần dần xảy ra thay đổi, đã càng thêm thân cận với Kỳ Linh. Thậm chí ngay cả linh hồn của Kỳ Linh cũng mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của nó, giống như cảm ứng được linh thú của mình vậy. Bất quá loại cảm ứng này vẫn còn rất yếu ớt. Một bình hỗn độn linh dịch đã tiêu hao, kiểu sắc điện xà ngày càng trở nên ôn hòa,
lực công kích ẩn chứa bên trong cũng bắt đầu biến mất. Phù! Kỳ Linh mở mắt ra nở nụ cười. Hắn cảm giác được trong cơ thể lúc này con rắn nhỏ kiểu giác điện xà ở trong điện xà chi noãn đã thành lập liên hệ linh hồn với hắn. Chỉ là linh tính của con rắn nhỏ này quá thấp, nó chỉ là mơ hồ biết rõ Kỳ Linh đối với nó rất là quan trọng mà thôi. Quả thật đã dùng hết 6 bình hỗn độn linh dịch. Kỳ Linh nhìn xuống phía dưới, bình thứ 6 còn sót lại một tia. Ở trong hư không bên ngoài lôi điện chi hải, Kỳ Linh đang đứng đó, tâm ý khẽ động, lập tức có một đầu điện xà màu đen vờn quanh thân thể của Kỳ Linh. Đồng thời con rắn kia còn dùng đầu đụng chạm vào mặt của Kỳ Linh rất là thân mật. Đi nào! Kỳ Linh tâm ý khẽ động, xoát một tiếng, một đạo điện quang màu đen lóe lên. Kỳ Linh đã đến chỗ xa xa, lại là một đạo điện quang màu đen lập lòe. Kỳ Linh lại trở lại chỗ cũ. Trời ạ, có thần thông này! Trong mắt Kỳ Linh hiện lên vẻ khát vọng. Sư tỷ, ta nhất định sẽ khiến cho vô gian môn phải thả tỷ về. Trước đó hắn có cảm giác, cảm thấy muốn giết cho vô gian môn cúi đầu là hy vọng rất xa vời. Cho nên hắn chỉ đang liều vì sư tỷ mà liều mà thôi. Mà giờ khắc này Kỳ Linh đã chân chính có được lực lượng, cưỡi hư không chu xuyên thẳng qua hỗn độn mà tiến lên. Rất nhanh đã tới chỗ ngôi sao lạnh lẽo cất giấu tấm bia đá có chứa thế giới long ngục kia. Xoẹt! Chỉ thấy một đạo điện xà màu đen bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm hư không chu, nhanh chóng xuyên thẳng qua ước vạn dặm, đi tới trên bình nguyên của một hoang mạc. Bên trên bình nguyên này cũng có băng phong mênh mông. Kỳ Linh thu hư không chu vào, đáp xuống bên trên bình nguyên này. Hắn kể dài lại nhìn xuống dưới mặt đất. Xuất hiện đi! Phanh phanh phanh! Lập tức có ba đạo lưu quang từ chỗ sâu trong hàn băng thoát ra, bay đến trước người Kỳ Linh. Đó chính là ba thanh thần kiếm. Chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân à, người muốn mang chúng ta đi ra ngoài chiến đấu hay sao? Chỉ thấy bên trên ba thanh thần kiếm xuất hiện ba đứa trẻ mặc áo đen, thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi. Mỗi người lớn lên đáng yêu tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn xoa nắn. Nhưng bản thân bọn họ lại mặc áo đen, khí tức lạnh lẽo, đương nhiên khi nói chuyện lại vô cùng hưng phấn, hoạt bát. Kỳ Linh cười cười. Ba thanh thần kiếm này chính là Bắc Minh kiếm. Bắc Minh kiếm vẫn bị Kỳ Linh ném ở bên trong thế giới long ngục. Ở trong thế giới long ngục kia có không ít hỗn độn dị tộc đã chết ở trên tay của Kỳ Linh, thậm chí còn có một ít chân tiên thực lực có thể sánh ngang với đạo tổ mạnh nhất ở trong tam giới. Cho nên lúc này đã sinh ra rất nhiều hung lệ chi khí, bằng vào pháp môn tội nghiệp thần binh. Cho nên hôm nay ba thanh khẩu Bắc Minh kiếm đã đột phá công cùm thuần dương, đã đột đến cấp độ tiên thiên linh bảo. Pháp bảo thuần dương cực phẩm, một khi thành tiên thiên thì sẽ trực tiếp trở thành tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Ba thanh Bắc Minh kiếm chính là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Chỉ có điều Kỳ Linh cảm nhận bọn chúng cũng chỉ còn cách tiên thiên chí bảo một đường mà thôi. Dù sao nữ tử chân tiên ở trong thế giới lao ngục đã chết, hung lệ chi khí sinh ra cũng rất là kinh người. Lần này bởi vì muốn đi đối phó với vô gian môn, trên tay của hắn cũng không có thần kiếm lợi hại, cho nên mới phái ra một cỗ hóa thân đem ba thanh Bắc Minh kiếm đưa tới chỗ hắn hiện tại. Bên trong hạo kiếp, Kỳ Linh cũng càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đi tới chỗ tấm bia đá. Nói không chừng sẽ có một ngày nào đó có một vị đại năng giả nào đó âm thầm theo dõi hắn. Nếu như hắn muốn lấy bảo vật bên trong tấm bia đá mà bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của tấm bia đá, như vậy hắn sẽ thực sự bị đối phương truy sát. Mà hắn sớm đã đưa bảo vật trong tấm bia đá đưa ra ngoài, như vậy mặc dù có ai theo dõi hắn thì cũng không biết sự tồn tại của tấm bia đá này. Đương nhiên dùng tâm lực tầng thứ tư của Kỳ Linh, nếu như muốn vô thành vô tức theo dõi Kỳ Linh quá khó khăn. Bên trong vô gian môn sẽ có tồn tại như thế. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh còn chưa có tư cách làm cho tồn tại như vậy hạ thấp thân phận để theo dõi mình. Đương nhiên là chiến đấu rồi. A Đại, A Nhị, Tiểu Tam, lần này phải khiến cho vô gian môn kia nếm thử sự lợi hại của các ngươi một chút rồi. Kỳ Linh cười nói. Hay quá, đám vô gian môn ngu ngốc kia chết chắc rồi. Chúng ta đã có thể hiển lộ thần uy rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Ba tiểu gia hỏa đều rất mong chờ. Thông qua tội nghiệt thai nghén ra thần binh, cho nên linh tính sinh ra chậm chạp, tăng thêm thời gian Bắc Minh kiếm đi theo Kỳ Linh cũng ngắn. Nếu như để cho Bắc Minh kiếm đủ thời gian, như vậy ở trong giai đoạn thuần dương cũng có thể sinh ra được linh trí. Hiện tại đã đột phá đến tiên thiên, lại trực tiếp thay ngén ra linh hồn của tiên thiên pháp bảo. Linh hồn của tiên thiên pháp bảo kỳ thực có thể xem như sinh mạng, bởi vì nó hoàn toàn có thể tồn tại độc lập, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện. Như trích tinh phủ của Đại Hùng,
Kỷ Linh đã từng nhìn thấy nó rơi lệ, thậm chí còn cảm nhận được nó tựa như là một sinh mạng chính thức vậy. Kỳ thực cũng đúng là như vậy. Gấu lớn lông vàng ở trong vô số năm tháng buồn chán đã sớm ở đây tu luyện. Về sau Kỷ Linh xông vào thủy phủ, thành công làm truyền nhân của Tam Thọ đạo nhân, đương nhiên gấu lớn cũng sẽ một lòng chiếu cố hắn. Khi Kỷ Linh còn chưa thành tiên thần, thậm chí gấu lớn lông vàng còn không cho Kỷ Linh hoàn toàn luyện hóa thủy phủ. Cho nên ban đầu khi Kỷ Linh bái Bồ Đề làm sư phụ, Bồ Đề đã từng nói hiện tại Đại Hùng vẫn không thể thoát ra khỏi Trích Tinh Phủ, bởi vì khi nó rời đi thì Kỷ Linh sẽ không có biện pháp để khống chế Trích Tinh Phủ nữa. Hiện tại Kỷ Linh đã có thể khống chế tuyệt đối. Nhưng bây giờ là thời điểm hạo kiếp, gấu lớn lông vàng cũng cam tâm tiếp tục làm linh hồn của pháp bảo, nhận Kỷ Linh làm chủ. Dù sao, nếu như nó một mình xông pha ở bên ngoài, khả năng sẽ chết ở trong hạo kiếp cũng quá lớn. Đi thôi. Mang theo ba thanh Bắc Minh kiếm, Kỷ Linh tiếp tục xuất phát. Vừa trở lại tam giới, Kỷ Linh đã bắt đầu xuyên qua lệnh bài để liên hệ với sư phụ, về sau lại về tới Tàng Nguyệt đại thế giới. Bên trên Phương Thốn Sơn, bên trong đạo quan. Bái kiến sư phụ. Kỷ Linh cung kính nói. Bồ Đề thì nhìn Kỷ Linh. Sư phụ, xin mời người xem. Kỷ Linh đem một cuốn thẻ tre đưa cho sư phụ. Chẳng lẽ lại có pháp môn gì hay sao? Bồ Đề lão tổ thấy thế nở nụ cười, bất quá hắn vẫn mỉm cười tiếp nhận, đồng thời tâm thức cũng bắt đầu thẩm thấu dò xét, sau đó chìm đắm hẳn vào bên trong thẻ tre. Kỷ Linh thì im lặng ở bên cạnh chờ đợi. Bồ Đề lão tổ cầm thẻ tre, không nhịn được sợ hãi thán phục mà nói thành tiếng: thần thông tốt, thực sự rất tốt à, ngay cả ta mà cũng muốn tu luyện. Nhưng đáng tiếc điều kiện tu luyện của môn thần thông này quá mức khả khắc đi. Bất kể là cải tạo thân thể hay là phục tùng cửu giác điện xa đều có khó khăn quá lớn. Đúng rồi Đồ Nhi, ta nghe nói trước đó con đi tìm Lôi Thần Thiên Tôn. Ta còn đang suy nghĩ con đi tìm Lôi Thần Thiên Tôn là có chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy môn thần thông này, con đi tìm hắn chỉ sợ là vì cửu giác điện xa rồi. Dạ vâng, đúng vậy. Kỷ Linh gật đầu. Đối với tên Lôi Thần Thiên Tôn kia mà nói, kiểu giác điện xa là điểm chí mạng của hắn ta. Bồ Đề lão tổ lắc đầu nói. Lôi thần vốn có tính tình thô bạo, ở trong thời kỳ thượng cổ khắp nơi tranh bá thiên hạ, mà tên Lôi Thần Thiên Tôn kia nổi danh là tính tình thô bạo quái gở, cho nên đã đắc tội với rất nhiều đại năng giả. Chỉ có điều thực lực của hắn lợi hại, tăng thêm lại không tranh bá thiên hạ, cho nên mới có thể sống được cho tới bây giờ. Tính tình của hắn, cho dù là đám người nhân hoàng Như Lai, Tam Thanh đạo nhân đi qua nói cũng là vô dụng thôi. Kỷ Linh cười cười, hắn đã được nhìn thấy tính tình của Lôi Thần Thiên Tôn. Kỳ thật nếu như tính tình tốt mà nói, lúc ấy Lôi Thần Thiên Tôn hoàn toàn có thể giải thích với mình hai câu, mình cũng sẽ không càn quấy. Thế nhưng lúc ấy Lôi Thần Thiên Tôn trực tiếp trở mặt, trực tiếp quát tháo đuổi Kỷ Linh ra. Hiển nhiên Lôi Thần Thiên Tôn có tính tình thô bạo, cao ngạo, khinh thường nhiều lời với hắn. Môn thần thông này thực sự là rất tốt. Bồ Đề không nhịn được tán dương một câu. Hiện nay ở trong tam giới, luận tốc độ thì Vạn Ma Chi Chủ bên trận doanh Vô Gian Môn có thể xếp thứ nhất, Kỳ Mô Đạo Tổ bên ta xếp thứ hai. Kỷ Linh rất là rõ ràng, Kỳ Mô Đạo Tổ là một đầu Kim Mô năm đó hậu nghệ đánh chết 9 đầu Kim Mô may mắn còn sống sót lại. Đầu Kim Mô kia là được nữ hoa nương nương ra mặt mà cứu. Năm đó chỉ mới là cấp độ thiên thần, hiện nay cũng đã trở thành đạo tổ, bằng vào thần thông Thái Dương Kim Diễm cũng đã rất lợi hại rồi. Chỉ có điều Vạn Ma Chi Chủ vẫn còn lợi hại hơn. Lúc trước cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, nữ hoa nương nương đột phá đạt tới cảnh giới bản cổ thần, chém giết Vạn Vật Chi Chủ, làm cho vương của Vô Gian Môn dung nhập vào trong thiên đạo để sống tạm. Mà Vạn Ma Chi Chủ thì đem rất nhiều cường giả của Vô Gian Môn mang đi, bỏ trốn mất dạng. Có thể từ trong tay bản cổ thần đào thoát giữ được tính mạng, có thể thấy được thủ đoạn của Vạn Ma Chi Chủ lợi hại tới đâu. Thần thông bậc này ở trong tam giới đã sớm có đại năng giả thử sáng chế qua, thế nhưng cũng không ai có thể sáng tạo ra được. Cũng chỉ có Kim Mô trời sinh có thể khống chế mà thôi. Ở bên trong đám hỗn độn dị tộc, không ngờ lại vẫn có hạng người bất phàm như vậy. Môn thần thông này cải tạo thân thể, mặc dù khó có thể áp chế được lên trên người của đại năng giả trong tam giới, thế nhưng chỉ cần có thể thay đổi cải tạo thành công thì có lẽ sẽ làm được. Chỉ là việc phục tùng kiểu giác điện xa, thiên lạn thần quá, vạn lôi thần tinh, hỗn độn linh dịch, ta đã từng nghe nói qua. Thế nhưng thứ giống như vậy ở trong tam giới lại không có.
Nếu như tồn tại cao cấp nhất trong mấy vị đại năng giả của trận doanh ta có thể luyện thành, một khi luyện thành, có lẽ luận tốc độ sẽ không thua gì vạn ma chi chủ kia đâu. Bồ đề cảm khái vạn phần, mặc dù Kim Ô đạo tổ có được thần thông Thái Dương Kim Diễm, thế nhưng ở trên thiên đạo có nhiều phương diện khác lại có sự chênh lệch quá xa với vạn ma chi chủ. Đáng tiếc mà. Bồ đề lắc đầu thở dài, Kỷ Linh lại trực tiếp đưa cho bồ đề 6 cái bình màu đen. Ồ, bồ đề sững sờ, Kỷ Linh chỉ là nhìn sư phụ mà không có nhiều lời. Bỗng nhiên, bồ đề nghĩ đến cái gì đó, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Hắn tiếp nhận 6 cái bình màu đen này, đồng thời tâm thức của hắn cũng kiểm tra. Trong cái bình màu đen có chứa từng giọt chất lỏng, bên trong giống như ẩn chứa thế giới vô tận. Đây là hỗn độn linh dịch, mặc dù hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua, thế nhưng tam giới đã sớm đánh chết qua rất nhiều hỗn độn dị tộc, cho nên cũng đã nhận được qua một số sách vở của hỗn độn dị tộc, cũng từng siêu hồn dò xét qua, cho nên cũng biết chỗ đặc thù của hỗn độn linh dịch. Hơn nữa tâm thức vừa mới kiểm tra, linh dịch này rất là huyền diệu, không thể tưởng tượng nổi như vậy, mà bên trong lại ẩn chứa khí tức hỗn độn. Bồ đề lập tức nghĩ đến hỗn độn linh dịch trong truyền thuyết kia. Ồ, con... Bồ đề nhìn Kỷ Linh vừa kinh sợ, thế nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Chí bảo bậc này, đám đại năng giả của tam giới khao khát vô cùng, thế nhưng cũng không chiếm được, bởi vì cả đám không có cái thủ đoạn kia. Mà muốn trích hỗn độn linh dịch thì phải bố trí trận pháp cực lớn. Lúc trước Cửu Phương quốc chủ cũng phải trải qua gian khổ thì mới đạt được trận pháp bậc này. Tiếp đó cũng cần thời gian cực dài. Trong tam giới, một là không có trận pháp, hai là không có người có thể bày được trận, ba là không có thời gian. Hơn nữa, hỗn độn linh dịch có thể diễn biến ra vạn vật, như đảo ngô thập bát thần ma vậy, có thể mượn hỗn độn linh dịch để luyện thành tầng thứ hai, phục tùng kiểu sắc điện xà, cũng có thể dùng tới nó, cho nên ở một ít phương diện cũng sẽ dùng đến. Loại bảo vật này, không ngờ Kỷ Linh lại trực tiếp dâng ra. Nếu như hắn không dâng ra, sẽ không có ai biết được. Cần phải biết người tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, cần phải đoạt lấy tinh hoa của thiên địa vạn vật, khi đó mới có thể đi xa hơn nữa. Mặc dù bồ đề coi trọng Kỷ Linh, thế nhưng cũng chỉ là đối xử bình thường, hắn đối đãi với các đệ tử đều như thế. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Kỷ Linh lại dâng ra một phần đại lễ như vậy. Đây là một phần đại lễ đối với toàn bộ trận doanh nữ hoa, cũng có ảnh hưởng cực lớn. Ví dụ như tồn tại cao cấp nhất trong tam giới, nếu như tọa nhân thị luyện thành môn thần thông này, như vậy ở trận quyết chiến cuối cùng kia, tọa nhân thị muốn đánh với ai thì đánh, muốn đi thì đi, đối với toàn bộ cuộc chiến mà nói sẽ có lực ảnh hưởng cực lớn. Mà đây mới chỉ là một người luyện thành môn thần thông này. Bên trong trận doanh của nữ hoa sẽ có thêm một hai chân thần đạo tổ tu luyện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là tồn tại như tọa nhân thị, tam thanh đạo nhân tu luyện. Nếu như để cho người thực lực nhỏ yếu tu luyện, giá trị sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, bồ đề nhìn Kỷ Linh trực tiếp truyền âm nói, bảo vật của con coi như là do sư phụ phát hiện ra, con có hiểu rõ hay không? Kỷ Linh khẽ giật mình. Đồ nhi ngu xuẩn. Bồ đề nhìn Kỷ Linh nói, nếu như nói bảo bối này là do con phát hiện ra, một khi chuyển đi, mặc dù là một ít đại năng giả bên trong trận doanh nữ hoa chúng ta, nói không chừng cũng sẽ sinh ra một ít tà niệm, thậm chí còn muốn trực tiếp lấy được bảo bối từ trong tay của con. Cho dù là cùng một trận doanh, thế nhưng ở thượng cổ cũng có thể giống nhau chém giết lẫn nhau. Người tính tình thô bạo như Lôi Thần Thiên Tôn thì còn coi như là tốt. Ở bên trong trận doanh của chúng ta cũng có ma đầu, có hạng người điên cuồng tà ác. Chỉ là bởi vì cuộc chiến trận doanh, cho nên chúng ta mới có thể tụ lại cùng một chỗ mà thôi. Bồ đề nhìn Kỷ Linh nói tiếp, chuyện con có cái bảo bối này nhất định không thể nói ra. Đương nhiên làm như sư phụ nói cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao bảo bối này ta cũng chỉ nói cho mấy vị tồn tại, thế như là tam đại nhân hoàng, tam thanh mà thôi. Chúng ta sẽ thương lượng thật tốt, sẽ quyết định để ai tu luyện môn thần thông này. Bọn họ tâm tính phi phàm, sẽ không đi đối phó với một tiểu bối như con đâu. Bồ đề nhìn Kỷ Linh càng nhìn càng yêu mến. Công lao như thế thật quá lớn. Kỷ Linh chuyển âm nói, sư phụ, con và người nói chuyện với nhau liệu có thể bị vô danh môn biết rõ hay không? Cũng khó mà nói được. Bồ đề truyền âm nói, luận khống chế thời không ở trong tam giới, vi sư là đứng thứ nhất rồi. Phương Thốn Sơn của ta có tầng tầng lớp lớp thời không, những đại năng giả ở trong tam giới cũng khó có thể khả năng dò xét ra được. Chỉ có vị tâm ma chi chủ dung hợp vào trong thiên đạo của vô danh môn kia có thể dò xét được hay không.
bản thân ta cũng không có nắm chắc. Ta và con truyền âm, khả năng hắn dò xét được cũng có thể sẽ thấp hơn một chút ít à. Bồ đề nói, Kỳ Linh gật đầu, chuyện này cũng là không có biện pháp. Từ khi quyết định đem pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật cùng với 6 bình hỗn độn linh dịch hiến cho sư phụ, Kỳ Linh đã chuẩn bị tốt việc bị vô gian môn phát hiện ra. Sở dĩ hắn dâng ra cũng không phải là Kỳ Linh vô tư cỡ nào. Chủ yếu Kỳ Linh làm vậy là vì thê tử, nữ nhi của mình có thể còn sống. 6 bình hỗn độn linh dịch này ở trong tay hắn, tuy rằng tương lai sẽ khiến cho thực lực của mình tăng lên một chút ít, thế nhưng lại xa không bằng bản thân mình tự dâng ra. Đối phương là đại năng giả đỉnh điểm, nếu như đạt được thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí đối với trận quyết chiến cuối cùng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng việc cứu sư tỷ rất quan trọng, thế nhưng chiến thắng cuối cùng mới là chuyện quan trọng hơn. Cho dù có bị phát hiện, cho dù là tình huống bết bát nhất thì cũng chỉ là bản thân bị diệt sát mà thôi, mà hắn còn có thể mượn 2 phân thân từ bản tôn trong tấm bia đá mà một lần nữa quật khởi. Con đã luyện thành cái môn thần thông này rồi sao? Bồ đề đột nhiên hỏi. Dạ thưa, đúng vậy, Kỳ Linh đáp. Tốt, rất tốt. Bồ đề mỉm cười gật đầu. Ở bên ngoài ta sẽ nói ta ban cho con cái pháp môn này, ban cho con bảo vật khiến cho con luyện thành. Nếu có đại năng giả đối phương hỏi con, còn cứ đổ hết lên trên đầu của ta là được. Sao, đại năng giả đối phương ư? Kỳ Linh như có điều suy nghĩ. Đại năng giả của vô gian môn không dám đối phó với con, Bồ đề truyền âm nói. Bọn hắn còn không dám dẫn phát đại chiến giữa chân thần đạo tổ với nhau. Con cũng nên mang theo lệnh bài của ta, chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm lập tức thôi phát lệnh bài thì ta sẽ lập tức biết rõ được. Chỉ là nếu là đại năng giả bên chúng ta thì sẽ khó lường phòng bị, con cần phải cẩn thận cảnh giác một chút. Dạ vâng, Kỳ Linh nói. Không biết con còn có bảo bối có thể luyện được môn thần thông này hay không? Bồ đề vẫn không nhận được truyền âm nói. Không phải là vi sư tham lam, mà là thần thông này đối với trận doanh của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên vi sư tuyệt đối sẽ không để cho con chịu thiệt. Trong tay đám người Tam Thanh cũng là có một ít thứ nguồn gốc từ hỗn độn dị tộc, cùng với bảo bối tốt mà nữ hoa nương nương đã để lại. Con còn 3-4 bình, Kỳ Linh truyền âm nói. Nếu như sư phụ cần, con cũng có thể xuất ra. Bình còn lại là Kỳ Linh chuẩn bị để khôi phục phân thân. Tiếp đó là Hồng Tuyết có thực lực mạnh nhất dưới trướng của mình, Kỳ Linh cũng có ý định tặng cho đối phương một bình, tương lai nhi nữ cũng phải dùng. 3-4 bình ư? Bồ đề nhìn ra Kỳ Linh không có nói dối, hắn truyền âm nói. Không cần, ít như vậy công dụng cũng không lớn. Hỗn độn linh dịch phải đủ nhiều thì mới có tác dụng. Như chân thần đạo tổ, nếu muốn tu luyện Đào Ngô thập bát thần ma đến tầng thứ 2, tối thiểu cũng cần ít nhất 100 bình hỗn độn linh dịch. Một vị chân thần đạo tổ cường đại như đám người Phật tổ Như Lai, Tam Thanh đạo nhân mà nói, đột nhiên có 18 phân thân, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu sẽ rất là kinh người. Đáng tiếc lại không có nhiều hỗn độn linh dịch như vậy. Phục tùng kiểu giác điện xà cũng cần những 6 bình. 1-2 bình ư, đối với thiên thần chân tiên có một ít tác dụng, thế nhưng đối với chân thần đạo tổ lại có công dụng quá nhỏ. Cho dù là ở trong cửu phương hỗn độn quốc, những người địa vị hiển hách kia đi làm khán thủ giả của thế giới lao ngục trong năm tháng dài dằng dặc thì cũng chỉ đạt được một bình mà thôi. Có thể thấy được số lượng mà cửu phương quốc chủ ban cho cũng rất ít. Một lượng lớn hỗn độn linh dịch đều bị cửu phương quốc chủ nắm chặt. Tới tầng thứ của hắn, số lượng hỗn độn linh dịch cần có cũng rất là kinh người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.